ok rồi đấy. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tao Đố mọi người biết hôm nay anh em mình có một món gì đấy. Hôm nay anh em mình đi làm dạ nha mọi người nha. Gọi là anh em mình cắt dạ ra đây để chế biến một món ăn rồi. Hương lúa nha mọi người nhá. Nhà mà để ta mới gặt xong rồi nhỉ. À, nói chung là dạ này là gặt máy. Thế là ngày trước anh em mình mới phải cắt thôi. Bây giờ không phải cắt, bây giờ cứ cho máy xuống dầm hết. Đấy, hôm nào anh em mình sẽ cho máy ra đây để chiến cái ruộng này. Sáng nay có vui bụi, món vui bụi kinh điển ăn nha mọi người. Vui bụi nó ở dưới này bắt lên để chén đấy. Đấy, còn bây giờ hôm nay anh em mình sẽ làm một món hơi bị phê luôn. Hương đâu cháu lội. Mày lên trên kia hốt rơm về đây. Đấy, hôm nay sẽ đốt cả dạ lẫn rơm mọi người. Okay. Rơm ở đây thì nó hơi đấy nhiều không anh ơi? Hơi ướt một tí. Đấy nhiều không? Càng nhiều càng ít. Thế thì đấy. Đấy. Cho nó đi, bây giờ mình sẽ lên xem nó lấy kiểu gì, mình kiếm cái gì để chôn nó mới được. Đi theo. Dồ, mới đốt lên là gì? Các bạn mới đi lấy rơm, đốt rơm à? Anh dầu à? Hả? Không đốt làm gì? Không đốt là cháy được à? Ui, cháy mất bao nhiêu rồi? Cháy mất bỏng. Cháy hết mất cái khô. Trời,
lấy lại còn lấy rơm ẩm. Đi lấy lại ít rơm khô nữa đi. Thế nào nó cháy nhở? Vâng, lại lấy rơm khô nhé. Đi chỗ mát làm gì nó cũng cháy. Gần xong rồi. Ok, bây giờ chỉ đợi rơm nữa thôi. Đi đi. Đây, đây này. Lấy được tí rơm thì cháy gần hết. Má cộng trừ. Nó lấy rơm ẩm quá không cháy bây giờ. Mình phải lên khả năng kiếm tí xăng đốt cho phát. Vấn đề đốt cho cháy to nhé. Chạy hiểu tại sao mà lấy được nhỉ? Đấy nhỉ. Thế là mình lúc nãy mình có đi qua cái đống nào đống rơm rồi nó cháy không nhỉ? Nó nguy hiểm nhỉ? Bao nhiêu rừng khổ. Ai là tốc độ của mình kinh quá. Chắc là tốc độ của mình là rất nửa. Thế là chưa một cháy. Sao lại dắt xe đấy? Chân em đang run, không đi được. Sao lại run, rơm đâu? Sao lại xong đây? Hả? Lấy cái rơm, không phải người ta mà trêu. Má trêu. Đang cháy lửa rồi, Cháy lửa là sao? Cháy lửa là thế nào? Rơm đang tự bốc cháy ơi. Cứ đi một tí là nó cháy. Mày không phải điêu lại lửa ấy gì? Thôi, ông không phải giải thích, ông không phải lười. Ông không phải điêu, ông đừng có mồm điêu, ông đừng có bốc quét nữa đi. Đi đi, anh lại lên mà làm. Tí nữa tao lại, mày lại lừa tao lại làm gì. Này, tí không có rơm là không cho ăn nhá. Này, tao đã chuẩn bị xong món thiên nga. Em đưa anh làm gì chưa? Giữa ruộng lúa. Cháy không mồm được. Thấy chưa? Thấy nó cháy chưa? Cháy gì, rơm rồng người ta đốt đầy, cháy cái gì? Đốt cái gì? Đấy, bây giờ mình sẽ vào làm món. Tí nữa tao sẽ xử vụ này sau. Đây là món gì nhỉ? Gọi là chim quý đậu. Gọi là bờ ruộng nhé mọi người nhá. Anh làm lâu rồi. Bật lửa đâu? Lấy cái bật lửa ra đây. Bật lửa em không cầm đâu. Để tao đốt xong cái chỗ này nhá. Tao lên tao lấy cho mày xem anh nhá. Anh lấy mà lấy. Đây. Cháy luôn. Hôm nay sẽ làm món khá đặc biệt nhé mọi người nhá. Tí nữa mà xem. Tao lên lấy được tao nhét mày đầu mày đống rơm tao đốt luôn nhá. Được. Cái loại lười.
Dạ cách anh em lên lấy đấy. Đâu, mày lấy ruộng nào? Nào, từ từ. Thằng nào gì? Mấy lần em đi qua đấy, em cũng nghe chúng chị còn khóc. Trời, kinh, chị con khóc. Ủa mà đồng với chị con khóc. Ôi xong lại bảo là, ôi mai cái gì nhỉ? Ở trên này lại còn có cả lợn chạy vào mộ ấy gì. Trực. Thế ông đừng có mổm điều, đừng có quét. Điên là lợn kiểu ma lợn ấy. Khỉ. Bố ta bảo thế. Đâu được mà kinh chỉ còn khóc. Em nói anh làm gì lúc nãy nó cháy lửa ghê lắm. Tao đốt mãi còn chả cháy đến này mà mày bảo là cháy. Thế sao ai lần đâu cháy? Lấy thì lấy dơm ướt. Để bố ma cũng không đốt được. Kiếm thế. Rồi. Ok. Nào. Bây giờ mày ra đây. Đi lên đây. Anh đi mà nào. Đi em chẳng đi. Ruộng nào. Đi. Sao mày lên lấy. Tao xem ma nào. Nào. Đi. Đi tao lên xem ma nào tao bắt về đây để tao nướng. Đi. Đi. Đây. Dạ. Ma mạnh cái gì. Bây giờ tao đốt mấy lượt rồi. Rồi ma mới chẳng mạnh. Thì sao của em nó cứ cháy ấy nhỉ? Cháy cái gì? Cháy gì? Ủa? Dơm ấy. Cháy. Cháy mày có mà lười. Kiểu muốn không làm mà cũng có ăn. Thật mà nó cháy mà. Thôi ông ạ. Ông cái lúc lên đây anh chả cháy thôi. Thôi ông đừng có điều, ông đừng bốc phét, ông đừng lười. Kiểu... cái loại không làm mà đòi có ăn đấy. Biết gì không? Ăn đầu gối nha. Ăn cước. Mai nó chả chín đấy. Nốt mùi này là chín. Nhìn anh làm nhóm nhẹm. Cái này sẽ khá là nhanh chín đấy mọi người ạ. Nói chung là về đấy. Mọi người đố mọi người biết trong cái bọc của anh em mình là cái gì đấy. Tí nữa mọi người sẽ biết. Là cái bấm mì. Có một loài chim không bao giờ bay. Đó là chim quý đang ở trong chậu đây. Ê. Yeah. Đưa đây. Chắc chín rồi anh ơi, ui, nóng nha. Có tí cho mẹ vợ nó toát ghê nha anh ơi. Rồi, dốc cổ luôn. Dốc nó phải thế, hiểu không? Đổ xuống luôn, đằng nào mình cũng có cái giấy bạc mà. À, bây giờ. Mày nhiều lúc ngu mà khôn phết đấy nhỉ? Nhiều lúc cũng... ơi, bây giờ mày chạy. À. Anh ơi. Em thấy màu giấy bạc không đẹp. Màu giấy bạc cho trắng đấy. Ui. Thế nào? Khui. Trắng vàng á? Ui. Không biết là có trín không mọi người ạ? Cũng thơm ấy. Thơm đấy ạ. Không biết trín lại không? Từ từ, không được. Ăn uống rồi chạy khẽ. Đi rửa tay. Em rửa tay cho mà. Rửa tiếp. Quý hàng nhá. Đấy, ăn uống là phải sạch sẽ mọi người ạ. Đúng rồi. Nhưng mà tay anh em bị sạch rồi. Giá đồng còn đời sạch. Từ nay chỉ nó đi gọn lên. Ui, thấy chưa? Thấy bốc hơi cho mọi người. Nước màu này. Nước màu này. Ngon lắm, chín lắm. Để đây. Tí nữa lấy kia mà làm nước chấm. Ngọt thế. Ui cha. Ui sao hiểm đấy. Chim đấy. Bé ti ti nè. Chim với chả bé. Chim gì con gà con nè. Đây là chim quý. Không đậu cành cây đấy. Ti ti nè. Ui trời ngon quá. Nào bỏ cái tay ra. Em cái cánh dưới rồi. Cánh dưới. Đây. À ui. Cho em cái đùi. Đấy, lấy đi. Ui, đây mọi người. Mời mọi người nhá. Anh ơi. Không có nước chấm. Mình lấy cái bát đi. Cho nước mà thôi, chả cần. Ta chả chấm. Ta ướp ngon rồi. Ngon lắm mọi người. Mọi người đã thấy gà nó bé như thế này bao giờ chưa? Mà cực kỳ dài nhá. Đây là gà ri nhá. Gà ri ba vỉ á. Gà ri á. Em tưởng gà tần nhà mình rất là nhiều gà.
thế nên là ui cái gà nó này, miếng cứ con nào ngon là mình chán. Ừ. Rất được, tuyệt vời. Anh ơi, tay không bỏng dữ em á. Đấy mà không dứt. Ôi, ngon không? Ngon không? Ngon không? Vàng khe luôn mọi người nha. Ngon ơi. Mời cả mọi người nha. Ăn với nhà mình nhỉ, ăn với đồng rồi xuống. Gà chưa? Thấy chưa? Gọi nha. Gà nhà mình toàn gà ngon cả. Lâu lắm mới ăn ngoài đồng này, khoái rồi đấy. Mát. Mùa hè này chiều ra đồng mát mọi người ạ. Con em mình hôm nào cũng cắm sổ đây. Ừ. Trưa mà không nắng là cũng săn chuột đấy. Mai anh em mình sẽ phải cải tạo lại cái ruộng này mọi người, ruộng nhà mình nhá. Thế là làm quả hồ bơi, mọi người muốn thích tắm bùn không? Hồ tắm bùn không? Ơ? Chuẩn hết nhỉ? Làm hồ bơi á? À không! Mai tao sẽ đem máy cắt cỏ ra đây, phang hết chỗ này, tạo một thành một cái đường thẳng. Mày đang làm gì không? Làm chân trượt ba tin. Làm chân trượt, không phải trượt ba tin mà là trượt người tin. Chơi không? Chơi! Ok! Mai nhá! Xong sau đó nhá, sau đó mình sẽ làm một cái bể bơi. Nhưng mà không bơi nước, bơi bùn. Cả này ngon lắm mọi người ạ. Bơi bùn nhá. Mà lại mò đâu nước chấm ấy. Giỏ xe em lúc này chẳng có. Cả cái đầu đã. Mình khoái nhất là đầu gà. Gà mình thịt nữa đấy, mình mà ăn đầu lắm. Ăn tổng gà. Ở ngoài ngoài quán ấy, người ta không hay bóc lưỡi trên của gà, thế nên là rất là bẩn mũi nữa, phải bóp sạch cái mũi nó đó. Nó hay vỗ ở dưới đất, nó mũi nó hay dính những cái cặn bẩn, phải bóp sạch đó, sạch trên này, bóc ở lưỡi trên. Gà có hai lưỡi đấy nha mọi người nhá. Một lưỡi. Thế nên là một cái lưỡi trên này với một cái lưỡi này, một cái lưỡi hàm trên đấy. Bóc bỏ nó đi, cạo hết đấy, thế mới sạch, cái đầu nó mới ngon. Thế nên là mình chỉ ra mình làm mình mới ăn đầu thôi. Mặc dù mình rất thích ăn đầu. Rồi đi những nơi khác ăn. Để cá cuống họng, cá lưỡi được. Không sạch sẽ. Ngon nha. Không, ăn con gà ngon đấy. Ngọt quá nhỉ. Ngọt. Hôm nào mát đi, hôm nay thì tốt. Em biết ăn cái vàng vàng này. Hả? Cái gân gúi của nó ấy. Con gối chỗ đùi nó ấy, ngon á. Hôm nào mát như hôm nay tốt. À, tí tối anh em mình mát như này đi soi khổ tốt nhỉ. Khổ á? Ừ. Ok. Soi con nhái to ấy. Mọi người, nó như con nhái ấy, to hơn. Ừ. Chân nó dài. Hãy trả diều rồi. Hãy tí đi trả diều đây. Ừ, kìa. Diều lúc quá em. Ơ, mày đi luôn đấy. Không. Ăn xong đấy chứ. Chị tránh mình ăn à. Nếu mà mai thời tiết đẹp, mình sẽ biến khu này thành resort này. Được đấy nhỉ? Rất bắt. Cạnh ngon không? Mắm này. Mất ruộng này có đỉa không? Không có đâu. Lúa hay có đỉa, không có đầu hôm trước con bằng ngây đây. Cái vụ khác. Nhưng mà không sợ. Sợ gì của mấy con đỡ vẩn. Bố đây không sợ cuộc đời này gặp gành, để trông gai tao còn không sợ. Anh ăn lão. Hả? Anh như là cái gì mà không sợ ấy. Cái gì không hả? Cái gì của kia mày hát gì? Bố đây không sợ cuộc đời này gặp gành, để trong gai tao còn không sợ, thì gai tao mà ai sợ. Cái chân nó bé tí nhá. Gà gọi là gà này nó, để xem con này nó đã đẻ chưa nhá. Chẳng con này lấy đâu ra đẻ. Ui.
Đây này, trễ nó đây này, ai bảo chưa để. Buồng trứng đây này. Ừ, bẹt ra, bẹt ra. Bẹt ra. Bẹt ra. Ừ, buồng trứng này. Bé con nó có buồng trứng này. Đấy, được chưa? Ngon lắm. Gần để rồi. Wow. Ngon nhỉ nhỉ. Ấy, cái da. Ừ. Ăn cái da nó là ngon nhất. Đúng rồi. Là ta ăn da ngon nhất. Ăn mì không? Đi đã. Chưa ăn nữa. Đi đã. Mì. Em không ăn được cái này. Ừ. Nhiều người thích ăn cái đấy mà. Cắn đít. Ừ. Mà màu đệ chuyên gia cắn đít. Ăn đít. Chuyên gia cắn đít. Ăn vào cái cục ấy. Ngọt nhỉ nhỉ. Có nhà anh em mình ăn là vừa zin đấy nhỉ. Ừ. Không, nhưng mà lúc đói là đói quá là không phải vừa zin đâu, mà mỗi người một con mình sống được.